xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình livestream của Mopro ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, trong các chương trình livestream lần trước, Mopro đã chia sẻ, giới thiệu chủ đề, kỹ năng, trình diễn trang phục cá tính, trang phục dạo phố. Còn ngày hôm nay sẽ là thử thách với các bạn, đó là loại hình trang phục ôm sát hoặc có tà dài thì sẽ xử lý như thế nào trên sân khấu. Một lát nữa thôi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với sự chia sẻ của siêu mẫu Hồng Hoa và gặp gỡ với rất nhiều các bạn mẫu nhí xinh đẹp và đáng yêu trong lớp học mẫu tài năng bộ đồ nhé. Có một món quà thay cho lời tri ân tới quý vị khán giả là nếu các mẹ đăng ký các khóa học MC hay mẫu nhí trong livestream này sẽ nhận học bổng 999k. Quý vị hãy nhanh tay chia sẻ livestream này nhé. Còn bây giờ, Tú An xin nhường lại sân khấu cho giảng viên Hồng Hoa. Cảm ơn con. Cô chào các con. Cô xin giới thiệu, cô là Hồng Hoa. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn lớp mình cách trình diễn trang phục dạ hội có tà dài. Trang phục này cũng là do cô và thầy Đạt đã chuẩn bị cho các con trong những lớp học khi các con học tại trung tâm MC Pro. Và bây giờ trước khi vào lớp thì cô sẽ hướng dẫn từng bạn một. Các con có thể nhìn ở trên trang phục của các con đúng không? Là mình mặc trên trang phục có những cái điểm nào nổi bật nhất trên trang phục là các con đã quan sát rồi đúng chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn từng bạn một cách trình diễn trang phục của mình. Đây cũng là một cách xử lý tình huống khi các con trình diễn trang phục sau này khi các con đi diễn ở ngoài kia. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ xin mời bạn Su lên sân khấu nào. Khi cô hướng dẫn các bạn, thì các con nhớ là để ý xem trang phục của mình có gì đặc điểm. Thì mình sẽ làm sao phô được những cái gì đẹp nhất của váy mình đang mặc trên cơ thể để cho khán giả xem. Các con nhớ chưa nào? Rồi, cô xin phép nào. Các con nhìn nào. Đây là một bộ trang phục dạ hội đúng không? Có cái váy rất là dài và rộng. Đồng thời khi các con trình diễn, nếu các con không muốn bị vấp vào váy thì các con sẽ phải dang cái tay rộng ra như thế này. Trong quá trình đi, ngoài việc mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng ra thì các con sẽ phải làm sao phải phô cho cô được cái tà này cho khán giả xem thì mọi người mới biết được là váy của con có gì đặc biệt. Các con hiểu chưa? Đây là với váy của bạn Su thì đã có những cái tà dài và rộng như thế này. Bây giờ nếu bạn Su muốn trình diễn thật đẹp với trang phục này thì thứ nhất, khi trình diễn con sẽ phải dang cho cô hai cánh tay rộng ra. Khi dang hai cánh tay rộng ra, các con nhớ này, khi mình dang tay rộng này, mình không bao giờ được để cái cánh tay này thành một cái đường thẳng như này, đúng chưa? Sẽ không đẹp. Khi giơ ra này, các con sẽ phải làm sao? Có một đường gấp khúc của tay. Luôn luôn có một đường gấp khúc. Ngón tay thì làm sao? Duỗi thẳng ra giống như ngón tay các con đi học múa, đúng không? Bạn nào học múa thì các bạn sẽ rõ khi mình để tay múa là như thế nào, đúng chưa? Duỗi thẳng tay ra thả lỏng. Các con nhớ cho cô một điều nhé, khi giơ tay lên mình sẽ không bao giờ để cánh tay thẳng, sẽ không đẹp đúng chưa? Mình sẽ luôn luôn để có một đường gấp khúc này, đưa dài cánh tay ra. Trong quá trình đi này, bạn Su có thể giữ cái cánh tay đấy khi đi và đến giữa sân khấu bạn có thể làm sao cho nó sinh động cái váy hơn bằng cách bạn sẽ đưa lên. Rồi lên đỉnh sân khấu con có thể quay cho cô một vòng bằng cách con sẽ quay tại chỗ. Hất tay thật mạnh làm sao cho cái tà của con bay thật cao để mình không dẫm vào tà. Su hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ cô mời bạn Su đi thử cho cô một lần. Cô mời bạn Su nhé. Rồi, dừng lại. Tạo dáng, chúng mình sẽ tạo dáng ở đây nhé. Đúng rồi, các con sẽ phải, với cái váy này các con sẽ phải hất tà và hất tay thật mạnh, đúng chưa?
khi quay về các con nhìn thấy bạn quay về chưa? Mình sẽ không được đi lùi lại mà mình sẽ đi một vòng làm sao không để tà dẫm vào. Bây giờ cô cảm ơn Su, cô mời Su về vị trí nào. Cô mời bạn số 2 lên sân khấu. Các bạn quan sát cho cô này. Với cái bộ trang phục như thế này thì mình sẽ diễn như thế nào cho đẹp? Đầu tiên này, mình đang có một điểm nhấn là một cái nơ rất đẹp ở trên ngực đúng chưa? Các con sẽ nhấn vào điểm nhấn này bằng cách các con sẽ chống tay vào hông. Rồi, bạn chống tay vào hông cho cô. Thứ hai nữa là cái tà váy rất bồng và rộng. Khi các con diễn làm sao này, con vừa phải phô cái nơ rất đẹp và rất to này ra. Thứ hai nữa là cái váy bồng này, khi con lên đỉnh sân khấu con sẽ tạo cho cô ba dáng. Dáng đầu tiên, con sẽ đứng cho cô một dáng tĩnh, thẳng người. Dáng thứ hai, con sẽ đứng cho cô nghiêng người. Tiếp theo, dáng thứ ba con có thể quay cho cô một vòng. Nhưng trong quá trình quay, bạn sẽ cầm váy lên và quay cho cô thật mạnh, đúng chưa nào? Riêng đối với cái váy này thì các con sẽ không đặt tay ở phía cao giống như cái váy của bạn Su vừa nãy đúng chưa? Mình sẽ luôn luôn này đặt tay từ vị trí eo và váy chỉ dừng lại ở hai điểm này thôi. Các bạn nhớ chưa nào? Nếu trong tình huống sau này các con gặp phải những chiếc váy giống như bạn mặc thì các con có thể xử lý được tình huống một cách thật đẹp để mình trình diễn trên sân khấu. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ cô mời bạn đi thử nào. 2, 3. Rồi, dừng lại cho cô. Rồi, cầm váy quay cho cô một vòng. Rồi. Các con đã hiểu cái cách mà mình khi mình gặp phải những cái trường hợp mà mặc váy như thế này, các con biết diễn như thế nào chưa? Rồi, bây giờ cô cảm ơn bạn. Cô mời bạn về vị trí. Tiếp theo, cô mời bạn Diệp lên sân khấu. Với những cái chiếc váy có một tà lệch như thế này thì các con phải diễn làm sao phô được một cái tà ở bên cạnh ra nhưng đồng thời không thể để quên được cái đường eo ở bên cạnh đúng không? Bằng cách là một tay con chống vào hông, một tay con cầm tà. Trong quá trình bạn Diệp bạn diễn cái trang phục này thì bạn Diệp sẽ đưa cho cô đi. Đi trong quá trình đi này, khi lên tạo dáng con có thể hất cho cô cái tà. 1, 2, thật là dứt khoát, dừng lại tạo dáng. Tiếp theo đổi dáng, mình sẽ bỏ cái tà đấy ra. Tiếp theo là khi con quay về con cũng sẽ hất cho cô cái tà thật bay. Để mình quay về làm sao mình không bị dẫm vào tà. Diệp nhớ chưa nào? Rồi bây giờ cô mời Diệp đi thử cho cô nào. 2, 3. Rồi bây giờ quay về này, bạn hất tà cho cô nào. Các con đã nhìn rõ bạn diễn chưa? Nếu trong tương lai mình gặp phải những chiếc váy như thế này thì mình đã biết cách diễn chưa nhở? Rồi, các bạn trả lời to cho cô nào. Ồ, cô cảm ơn, cô mời bạn Diệp về vị trí. Cô sẽ hướng dẫn các con từng bạn một diễn trang phục của mình. Nhưng bạn nào gặp phải những trang phục như thế nào thì các con biết cách xử lý tình huống trên sân khấu để khi trình diễn các con sẽ không còn bị bỡ ngỡ hay là rụt rè hoặc là hỏi là cô ơi chết rồi hôm nay con mặc cái váy như thế này là con diễn làm sao đúng chưa? Rồi tiếp theo cô mời con lên sân khấu. Các con quan sát này, đây là một cái váy công chúa có cái tà đằng sau rất là dài. Trong quá trình con trình diễn này, con vẫn đi catwalk bình thường, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Đồng thời lên đỉnh sân khấu, con sẽ đưa cái tay nắm vào cái tà phía sau cho cô. Làm sao các con sẽ phải phô cho khán giả biết là cái đuôi của tôi đằng sau rất đẹp. Phô ra cho các mọi người biết đúng không? Bằng cách là khi con hất, con sẽ quay nghiêng nửa người, dừng lại, mắt nhìn về phía khán giả, trả mặt 3/4 cho cô. Đúng chưa nào? Rồi. Bây giờ trong quá trình đi con có thể một là bỏ tay xuống đi thẳng đúng chưa? Hai là con có thể chống tay vào cả hai tay để đi. Trong quá trình dừng lại tạo dáng thì mình bắt đầu mới cầm vào tà phía sau. Được chưa nào? Rồi cô mời con lên sân khấu.
Các bạn quan sát bạn đi nhá. Khi các con quay mạnh như thế thì tà sẽ bay theo cơ thể và các con sẽ không bao giờ sợ là cái tà dính vào chân và mình dẫm vào tà nữa, đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn con. Mời con về vị trí. Tiếp theo cô mời bạn Nhã Phương. Các con quan sát váy của bạn này. Với một cái váy ôm này thì bạn sẽ phải làm sao? Luôn luôn làm sao? Đứng thẳng, mặt kêu xa và cầm tà. Các con quan sát cách cầm tà của bạn này. Hiện tại bạn cầm tà là chưa đúng, đúng không? Khi cầm tà, cô muốn là các con luôn luôn có một đường gấp khúc ở tay. Không bao giờ được cầm thẳng tay như thế này hoặc là thẳng tay như thế này, nó sẽ không đẹp, đúng chưa nào? Khi cầm các con cũng sẽ cầm cong cái tay này lên. Các con hiểu chưa? Khi cầm này, các con cầm cong cái tay này lên. Trong quá trình diễn này, các con hất, có thể hất tà này, hất tà này. Nhưng trả về dáng thì các con sẽ phải để cho cô một cái đường gấp khúc ở tay. Các con nhớ chưa nào? Rồi, đối với cái bộ trang phục này thì cũng là có một cái đuôi rất là dài. Thế nên là khi Nhã Phương đi lên sân khấu, Nhã Phương sẽ làm sao? Tung cho cô cái tà này, đồng thời tạo cho cô một dáng tĩnh. Đúng chưa? Trong quá trình tung là các con sẽ phải hất mạnh tay lên thì tà nó mới bay được, đúng chưa nào? Chứ nếu các con hất như thế này thì cái sóng nó sẽ không được căng và cái sóng nó sẽ không được đẹp. Rồi, cô mời Nhã Phương. Đi cho cô nào, 2, 3. Rồi, Nhã Phương đi cao quá rồi, Nhã Phương quay lại cho cô nào. Quay lại nào. Quay hẳn mặt lại đi về đây phía cô nào. Phương quay mặt lại đi về phía cô. Đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn Phương đi lại cho cô nhá. Đi đúng đến cái phần thẳng bạn Diệp ngồi và con dừng lại tạo dáng cho cô, ok? Rồi, bắt đầu, 2, 3, tự tin lên. Mặt kiêu sa cho cô nào, mắt tươi thần thái, rồi dừng lại. Rồi, vừa rồi cô thấy bạn Nhã Phương hất tà là hơi bị nhanh quá. Thế nên là khi cái tà nó bay nhanh quá thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị vụt một cái, đúng không? Thế nên là khi con quay nhanh như thế thì nhiếp ảnh sẽ không chụp được những bức ảnh mà tà của con bay lên. Thế nên lát nữa cô yêu cầu Nhã Phương khi mạnh tay nhưng mà con sẽ phải chậm lại một chút. Căng tay ra nhưng mà phải chậm lại, nhớ chưa? Nào, Phương đứng tại chỗ làm cho cô là 1, 2, 3, hất. Đây, con sẽ hất như thế này nhá, 1, 2, 3 hất này, thế nhá, chứ mình không hất bụt một cái như này, nhớ chưa? 1, 2, 3 hất này, vòng tay cao ra, vòng tay cao ra, đồng thời là chậm lại. Nhã Phương nhớ chưa nào? Rồi, cô mời bạn Nhã Phương về chỗ. Cô mời bạn tiếp theo. Các con có thể quan sát cái váy của bạn có gì đặc biệt nhỉ? Hai cái tay của bạn rất là rộng và to, đúng không? Để xem bạn diễn trang phục này sẽ đi như thế nào nhá. Khi đối với trang phục này này, khi đi này, cô yêu cầu con sẽ làm sao? Vung hai tay thật mạnh. Để làm sao cái tà ở tay nó có thể bay lên, để mọi người biết được cái điểm nhấn ở tay của trang phục này. Được chưa nào? Trong quá trình tạo dáng con cũng sẽ vẫn tạo dáng như bình thường. Nhưng khi quay là cô yêu cầu con quay, con sẽ vung tay thật mạnh. Bây giờ các bạn nhìn cô này, khi mình quay cái trang phục của bạn này, mình sẽ quay này, 1 này, hạ xuống này, tiếp 2, hạ xuống, tạo dáng. Con làm được không? Rồi, cô mời con nào, bắt đầu, 2, 3, đánh tay mạnh. Đúng rồi, con thấy cái tà ở tay của bạn bay đẹp không? Rồi. Rồi, cô mời con về chỗ. Cô mời bạn tiếp theo nào. Rồi, khi mặc trang phục các bạn, trước khi mặc trang phục các bạn sẽ luôn luôn quan sát, đúng không? Ngắm mình trước khi lên sân khấu là trang phục của mình có gì đặc biệt. Với trang phục như thế này, con thấy trang phục của con có điểm nào đặc biệt nhỉ? Con có nhận ra không? Điểm nào nhỉ?
tả. Rồi, cái tả bên tay trái của con sẽ rất là dài đúng không? Nhưng cái tả bên phải này nó cũng sẽ là điểm nhấn. Nhưng mà con sẽ không cần phải quá để ý đến nó đúng không? Con có thể, tay này con có thể chống lên. Còn con sẽ tập trung vào cái tà màu hồng bên tay trái của con cho cô. Cũng giống như trang phục của bạn Nhã Phương vừa rồi đúng không? Con đã nhìn thấy bạn diễn chưa? Khi con cầm tà làm sao? Giơ lên này, tay cũng sẽ có một điểm cong đúng không? Khi đi này, mình sẽ hất tà này theo cơ thể này. Lên đỉnh sân khấu này, mình diễn với tà mình cũng sẽ hất vào dáng thật là chắc chắn dáng cho cô nhá. Mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Cô yêu cầu khi các bạn chống tay, các bạn không bao giờ được chống tay thấp như này này. Các bạn sẽ cố gắng này, chống đúng cái phần điểm eo của mình này. Vì sao? Bởi vì khi các con chống tay thấp như này, ví dụ như một bức ảnh lên thì các con sẽ làm sao? Nhìn thấy cái chân của mình sẽ rất ngắn đúng chưa nào? Thế nên là khi chống tay, cô yêu luôn luôn yêu cầu các con là chống tay đúng vào phần hông của mình. Thế nên là các con nhớ cho cô nhé. Cô không muốn là sẽ dặn các bạn nhiều về vấn đề chống tay đúng không? Được chưa? Rồi, cô mời con đi nào. Rồi, tập trung vào cái tà phía sau nào. Đúng rồi. Con thấy tà của bạn bay đẹp không? Rồi, cô mời bạn về chỗ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách trình diễn trang phục hiện các con đã mặc ở trên người đúng không? Mỗi bạn, từng bạn một cô đã hướng dẫn cách diễn rồi đúng không? Bây giờ cô muốn là các con sẽ đi thực hành cho cô một lượt để cô xem bạn nào làm được và bạn nào chưa làm được. Được không nào? Rồi bây giờ cô sẽ đánh số thứ tự nhá. Các con sẽ đi vào trong cánh gà bên tay trái của cô. Sau đó mình sẽ trình diễn thử cho cô một lượt để cô xem là bạn nào đã làm được và bạn nào chưa làm được cho cô. Rồi, bạn Diệp số 1 này, Su số 2 này, con số 3 này, số 4 này, số 5 này, số 6 này, cuối cùng là con là số 7 nhá. Rồi, đúng số thứ tự của mình, cô mời tất cả các con đi vào trong cánh gà và mình sẽ diễn như một cái show thật sự để cô xem, cô sẽ đứng ngoài xem bạn nào làm được và bạn nào chưa làm được. Rồi, cô mời tất cả các bạn đi vào trong cánh gà nào. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Mặt kiêu sa phải thật tự tin nhá. Cố gắng này, đi ra sân khấu tạo cho cô một dáng ở giữa điểm sân khấu này. Sau đó đi lên đỉnh sân khấu tạo cho cô ba dáng. Tiếp theo đó là các con quay mặt về, nhớ trả lại mặt sân khấu cho cô và rút vào cánh gà bên tay phải cô. Các con nhớ chưa? Rồi. Bắt đầu, 2, 3, số 1 xuất hiện. Quý vị thân mến, trong livestream lần này thì sẽ có nhiều phần quà cho những phụ huynh nào đăng ký khóa học 10 mẫu và MC trong livestream. Khi đăng ký trong livestream, quý vị có thể sở hữu học bổng lên đến 999.000 đồng. Còn chờ gì nữa, hãy share thật nhiều lên và đăng ký thật mạnh lên nhá quý vị nhá. Quý vị đừng quên, nếu đăng ký trong livestream buổi tối ngày hôm nay, quý vị có thể nhận đến học bổng lên đến 999.000 đồng.
quý vị đừng quên share livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị có thể nhận được học bổng dành cho các con khi đăng ký khóa học MC và mẫu nhí tại trung tâm mẫu nhí Pro. Trị giá học bổng lên đến 919.000 đồng. Quý vị đừng suy nghĩ nữa và hãy share thật mạnh livestream dành cho các con nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tối ngày hôm nay các bạn đã làm rất tốt trong cái phần xử lý tình huống với chiếc đầm dạ hội với những cái ta thật dài của mình. Và bây giờ cô muốn là các con sẽ chào khán giả để mình thay tiếp tục một bộ số 2 là trang phục ứng dụng. Nào, các con hãy chào khán giả đi nào. Quý vị đừng quên trong live stream nếu đăng ký khóa học MC và đăng ký MC và người mẫu trong live stream, quý vị có thể sở hữu cáp rửa chị. Vâng, và vừa rồi là trang phục dạ hội xử lý tình huống của các con trong trong trung tâm MC và mẫu nhí Pro. Trong quá trình chờ các con thay đồ để trình diễn trang phục đời thường thì cô Hồng Hoa sẽ thị phạm cho các con ba dáng đơn giản nhất để các con trình diễn trang phục đời thường nhé. Các con đừng quên khi đi này, các con sẽ mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Với trang phục này cô yêu cầu tất cả các con sẽ đi thẳng nhưng không đi bắt chéo chân, đúng không? Các con chỉ cần đi một đường thẳng. Bây giờ cô sẽ làm lại cho các con nhìn rõ nhé. Đối với trang phục đời thường, các con sẽ có thể cười tươi, đi không quá đánh hông, mình chỉ cần đi thẳng. Và lên đỉnh sân khấu các con tạo cho cô ba dáng đơn giản nhất. Bây giờ cô sẽ đi thị phạm cho các con. Vừa rồi là ba dáng cơ bản nhất, đơn giản nhất, ứng dụng nhất dành cho các con khi các con sử dụng trình diễn với trang phục đời thường. Rồi các bạn ơi, các bạn thay đồ xong thì có thể đi ra ngoài vào vị trí cô sẽ hướng dẫn nhé. Rồi từng bạn một nào. Rồi đối với bạn Nhã Phương kèm theo trang phục đời thường thì bây giờ đầu tiên bạn mặc một cái chiếc váy xòe, đúng chưa nào? Khi đi này, con không cần quá là dơ cái váy lên để cho mọi người biết, đúng không?
Trong quá trình đi con có thể là đi thẳng, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Rồi, dừng lại. Sau đó mình đi lên trên đỉnh sân khấu, con sẽ tạo cho cô ba dáng cơ bản nhất, đúng chưa? Một là tách chân. Hai, thu chân. Rồi ba, nghiêng người, con có thể cầm một chút váy xòe của mình và quay. Ok. Rồi, bây giờ cô mời bạn Nhã Phương sẽ đi thử cho cô nào. Đối với trang phục đời thường, các con làm sao sẽ diễn, trình diễn với gương mặt tự nhiên nhất có thể, thoải mái và tự tin. Đúng rồi. Khi đi đến cuối sân khấu, con có thể quay mặt lại tạo cho cô một dáng 3 giây. Đúng rồi, cô mời con về vị trí của mình. Tiếp theo, cô mời bạn số 2. Rồi, đối với trang phục này, con chỉ việc đi thẳng, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Đúng không? Làm sao gương mặt sẽ phải một là cười, hai là tươi, đúng chưa? Bây giờ này, con sẽ đi lên trên đỉnh sân khấu và tạo cho cô ba dáng cơ bản. Rồi, cô mời bạn Su lên đỉnh sân khấu, cười tươi lên cho cô. Đi đến cuối sân khấu, bạn quay mặt lại trả với khán giả cho cô nào. Rồi, cô mời Su về chỗ nào. Bạn tiếp theo. Rồi, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, hai chân trên một đường thẳng. Bắt đầu, 2, 3. Nhớ gương mặt cười tươi cho cô nhá. Rồi, cô mời bạn về vị trí. Tiếp theo. Rồi, khi về đến cuối sân khấu, trả lại mặt cho cô. Đúng rồi. Cô mời bạn Diệp về vị trí. Bạn tiếp theo. Rồi, một cô mời con về vị trí, cô mời bạn tiếp theo. Các bạn nhớ gương mặt, để ý gương mặt cho cô. Đối với trang phục đời thường này, các con sẽ làm sao? Mặt, một là sẽ để gương mặt tươi, hai là gương mặt sẽ cười, đúng không? Tránh tình trạng mình sẽ để mặt lạnh, không sẽ không phù hợp với trang phục nhé. Rồi, cô mời con về vị trí. Tiếp theo. Rồi, cô mời bạn về vị trí. Vừa rồi là ba dáng cơ bản nhất cô đã hướng dẫn cho lớp mình tạo dáng với trang phục đời thường. Thế nên là cô thấy các bạn đa phần là đã làm được rồi. Nhưng trong quá trình đi, cô yêu cầu là thứ nhất, gương mặt của các bạn sẽ phải là tươi, hoặc gương mặt của bạn sẽ phải cười tươi lên cho cô. Thứ hai là trong quá trình đi kết quắc, các con sẽ phải đẩy căng cái đầu gối của mình ra, tránh tình trạng khi mình đi bị trùng cái đầu gối này, nhìn sẽ rất yếu, đúng không nào? Khi đi về, cô yêu cầu tất cả các bạn sẽ phải đẩy căng cho cô cái đầu gối này ra, đẩy căng đầu gối ra, bước hai chân đi trên một đường thẳng cho cô, được chưa? Rồi, vừa rồi là ba dáng cơ bản nhất khi các bạn trình diễn với trang phục đời thường. Bây giờ cô sẽ mời tất cả các con đi vào trong cánh gà để mình trình diễn trang phục
Số thứ tự vẫn từ 1 cho đến 7. Diễn lình lần lượt từ người 1. Và các bạn, lần này cô sẽ hy vọng là các bạn sẽ không quên cái dáng cuối cùng, là khi đi về cuối sân khấu các con sẽ giả lại cho cô một dáng là 3 giây. Các con nhớ chưa nào? Sau đó mình mới được rút vào cánh gà. Các bạn nhớ chưa? Nào, lớp mình nhớ chưa? Trả lời to lên nào. Rồi, ok. Bây giờ cô mời bạn số 1. Các quý phụ huynh hãy nhanh tay đăng ký cho con em của mình khóa học MC và mẫu nhí tại trung tâm mẫu nhí Pro để được nhận học bổng dành cho các con lên đến 999.000 đồng nhé. Rồi, bây giờ tất cả các con sẽ ra kết một lượt cho cô. Bắt đầu, 2, 3. Cô cảm ơn các con và cô muốn là các con sẽ đi lại cho cô một lượt nữa, bởi vì lượt vừa rồi cô thấy có những khuyết điểm, ví dụ như là gương mặt, đúng không? Gương mặt các con sẽ lúc thì cười, đúng không? Các con sẽ hạ cái gương mặt của con nhanh quá, thế nên là cô cũng không hài lòng lắm. Thế nên là cô muốn trong quá trình là các con đi từ điểm số 1 lên điểm số 2 tạo dáng, các con sẽ giữ cho cô một điệu cười thật tươi hoặc là gương mặt thật tươi. Sau đó mình sẽ tạo dáng 3 dáng cho cô thật là tự tin trên đỉnh sân khấu. Các con được nhớ chưa nào? Rồi, và bây giờ cô sẽ không nhắc một chút gì nữa, các con sẽ diễn như một show diễn bình thường các con đi diễn ở ngoài kia, đúng chưa? Như một cái live show các con đang trình diễn vậy. Thế nên là bây giờ cô muốn tất cả các bạn tự tin, cười tươi, tạo dáng dứt khoát. Các con làm được không? Trả lời to lên cho cô nghe nào.
Rồi thì bây giờ cô mời tất cả các con vào bên trong cánh gà để mình trình diễn lại một lượt nữa. Nhớ những điểm cô vừa dặn các con chưa? Cố gắng làm sao cho đúng nhá. Rồi bây giờ trước khi đi lượt 2 này, cô mời tất cả các con này dàn hàng ngang ra sân khấu cho cô, bởi vì cô đã có một phụ kiện đi kèm đối với cái bộ trang phục này của các con. Đúng chưa nào? Rồi trên tay cô là một chiếc ô. Cô muốn là các con sẽ trình diễn trang phục của các con với cái chiếc ô này làm sao cho thật đẹp nhất. Được chưa nào? Thứ nhất này, gương mặt một là tươi, hai là cười thật tươi, đúng chưa? Khi đi cầm với cái ô này, các con có thể làm sao? Để trên vai, có thể khép lại, tạo dáng, hoặc là cầm ô làm sao cho thật nhẹ nhàng và nữ tính. Các con làm được không? Rồi, bây giờ cô sẽ làm mẫu cho cô con các con một lượt đối với chiếc ô mở ra nhá. Bây giờ cô mời tất cả các con về ghế ngồi thì mới nhìn rõ cô diễn được, đúng không? Bây giờ các con về ghế ngồi để cô sẽ thi phạm cho con một lượt đối với cái chiếc ô này. Đầu tiên là cô sẽ trình diễn cách mở ô trước nhé. Các con đã quan sát kỹ chưa? Đấy là phần trình diễn về cái ô khi mở. Trong quá trình trình diễn, các con không nhất thiết là phải đặt cái ô này ở một vị trí. Các con có thể linh hoạt chiếc ô là có thể chuyển chiếc ô sang trái và vai phải của mình. Nhưng mà tránh tình trạng khi chuyển chiếc ô, các con sẽ không được để làm sao chiếc ô nó che mặt mình như thế này là hỏng, đúng không? Các con sẽ chuyển chiếc ô làm sao này, cao hơn mặt của mình, sau đó tạo dáng, hoặc là thấp hơn mặt của mình, sau đó tạo dáng. Các con hiểu chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ diễn với chiếc ô cụp lại để các con có thể lựa chọn. Khi cầm chiếc ô này, các con có thể lựa chọn hai tình huống. Các con có thể diễn làm sao, tình huống nào các con tự tin nhất, các con sẽ sử dụng nhé. Chiếc ô này nó ngắn quá so với cô, đúng không? Nên cô không chống được xuống đất. Các con có thể chống được, các con có thể tạo dáng ngay cho cô, đúng không? Rồi, sau đó cầm. Các con nhìn rõ chưa? Đây là hai cách trình diễn với ô. Có thể một là các con có thể cụp ô vào trình diễn, hai là các con có thể mở ra trình diễn. Thế nên là bây giờ các con sẽ đi, mỗi bạn đi cho cô hai lượt. Lượt đầu tiên là xòe ô ra, đúng không? Lượt thứ hai là sẽ cụp ô vào. Và lượt thứ ba là cái lượt cuối cùng, khi các con trình diễn, các con sẽ nhặt cho các cô một dáng cầm ô, xòe hoặc cụp để các con trình diễn như thật cho cô. Được không? Các con làm được không nhở? Trả lời to lên cho cô nào. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ cô mời các con đi vào bên trong cánh gà. Và mình sẽ thực hành đi liên tục cho cô, đúng không? Bạn từ một bạn số 1 đến bạn số 7. Sau đó lại đi lại từ số 1 đến số 7 cho cô. Bắt đầu.
Các quý phụ huynh thân mến, các quý phụ huynh đừng quên share livestream trong tối ngày hôm nay của chúng tôi. Khi đăng ký những khóa học MC và người mẫu tại trung tâm MC Mẫu Nhí Pro, quý vị có thể nhận đến học bổng lên đến 999.000 đồng. Cô mời bạn Diệp đi sang đây nào, đưa ô cho bạn nào. Rồi, mình có một chiếc ô, tối nay mình có một chiếc ô. Thế nên là khi các con quay về thì các con đi về phía bên tay trái của mình nhá, để còn đưa ô cho bạn nhá. Đúng rồi, đi về bên phía bên tay trái của mình. Rồi, cô mời bạn Su đi sang bên này cho cô nào. Bạn Su ơi, có thể bạn Su đi sang bên này cho cô nào. Các con nhớ là mình có một chiếc ô thôi, thế nên là mình đi trình diễn, mình sẽ đi về bên tay trái sân khấu của cô nhé. Quý vị có thể chọn cho những chiếc váy thật là xinh cho những bé yêu của chúng ta trong livestream buổi tối ngày hôm nay. Quý vị sẽ nhận được ưu đãi khi mua tất cả các sản phẩm trong livestream với trị giá là 499.000 đồng. Quý vị đừng quên chia sẻ livestream và đăng ký khóa học MC hoặc Mẫu Nhí Pro trong buổi tối ngày hôm nay trong livestream. Quý vị có thể nhận được học bổng lên đến 999.000 đồng. Rồi, bây giờ đấy là lượt thứ hai, các con sẽ đi với tình huống là cụp ô đúng không? Đúng không? Rồi, bắt đầu. Số 1 xuất hiện.
các phụ huynh thân mến, quý phụ huynh có thể lựa chọn những chiếc váy thật là đáng yêu cho bé yêu nhà mình khi quý vị mua trong livestream tối nay của chúng tôi. Quý vị có thể nhận được ưu đãi với trị giá là 449.000 đồng cho tất cả các mẫu váy trong livestream của chúng tôi tối nay. Quý vị có thể share livestream ở chế độ công khai và đăng ký khóa học MC hoặc mẫu nhí trong trung tâm mẫu nhí Pro trong livestream tới ngày hôm nay. Quý vị có thể nhận đến học bổng cho các con của mình lên đến 999.000 đồng. Còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy share livestream ở chế độ công khai của mình nhé. Rồi, bây giờ cô mời tất cả các bạn đi ra kết cho cô nào. Quý vị có thể lựa chọn những mẫu váy đời thường trong livestream của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Quý vị sẽ được ưu đãi lên đến 499.000 đồng cho tất cả các mẫu váy trong livestream của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị đừng quên share livestream ở chế độ công khai và đăng ký tại livestream của chúng tôi những khóa học MC hoặc mẫu nhí Pro. Quý vị có thể giành được ưu đãi học bổng cho các con của mình lên đến 999.000 đồng. Quý vị có thể đăng ký
mua váy trong livestream, quý vị có thể nhận được ưu đãi lên đến 499.000 đồng cho tất cả mẫu váy hiện ở trong livestream của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Các con đã có một trải nghiệm thật là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không? Đến với trung tâm Mộng Nhí Pro, các con có thể trong các buổi học của các con có thể được trải nghiệm những trang phục mà các con có thể sau này trình diễn sẽ mặc ở bên ngoài. Thế nên là các con hãy cố nhớ những gì mình đã được học, và sau này mình sẽ đi ra trình diễn thật sự ngoài kia. Các con sẽ không còn bỡ ngỡ và cũng không còn mất tự tin khi mặc những trang phục khó nữa, đúng không nào? Và hôm nay cô cảm ơn các con đã làm rất là tốt buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ cô xin được nhường mic cho bạn MC của chúng ta. Cảm ơn cô giáo Hồng Hoa với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Quý vị thân mến, thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Chào.